Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nay mình mới nhận được một sản phẩm mới của Lazada nha anh em. Đây. Đây là cái mũ bảo hiểm 39k nha anh em. Mũ bảo hiểm 3/4 39k nha anh em. Đây mình sẽ zoom cái tay cho anh em xem nha. 39k nha anh em. Đây. Mũ bảo hiểm 3/4 chuyên phượt nha anh em. Đây 39k anh em nè. Đó, anh em xem lại nè. 39k nè. Mà nó không có đóng hộp em ơi, anh em ơi, nó đóng cái bao túi chống sốc vừa rồi đó nè, nó không đóng hộp đấy, nó không có đóng hộp kỹ càng vậy. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nha, coi thử cái mũ 3/4 nó 39.000 nó có chất lượng thế nào nha. 39k cho một sản phẩm nha anh em, sao mình thấy nó yếu vậy ta. Đây nè, đây là sản phẩm chính của chúng ta nè. Mở cái bao ra luôn nha. Giống như viên mũ hồi đội rồi đi ta. Ba mươi chín k đây nè. Đây có lưỡi trai nè nè, có lưỡi trai đồng hoàng nè, 39k nè. Thấy cũng chắc cú anh em, chắc có tem nữa nè, có tem bảo quái. Đây nè, 39.000 cái mũ này nha anh em. Đây mình sẽ gắn cái này vào nè. 39k cho một bộ hiểm. Mình nghĩ là không giao chứ ai ngờ họ vẫn giao bình thường nè. Mình có đăng lên group mà có một số anh em nghĩ không giao này anh em không mua. Đây nè, có lưỡi trai. Mình vài bữa mình sẽ làm một video phá hủy cái mũ này thử coi, test thử cái độ bền của cái mũ này thử nó như thế nào anh em nha. Chắc sẽ không lâu đâu, mình sẽ test thử cái mũ độ bền của cái mũ này nha. 39k quá rẻ, còn cái dây đơ anh em nè. Dây đơ đơn giản nghe. Trong có lớp đệm chốt nè. Mũ này mũ mới nha anh em. Coi mũ này là mũ mới nha. Coi xung quanh có vết xước nè. Cái này vừa vết nứt rồi nè. Mình nghĩ cái mũ này cũng ok nha. Không có gì. Mấy cái mũ 39k như thế này là ok rồi anh em ạ. Không thể đòi hỏi hơn được nè. Ba chín k cho một cái mũ bảo hiểm, mũ 3/4 chuyên phượt 39k. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực ra những video mới nhất hay nhất để phục vụ anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.